Bóng bóng tốt. 1-0 cho đội nhà. Vô nào cũng thương chửi. Thành như là giống đi về. Bật bóng tốt. Đối với điểm cho đội Trung Mít. 1-1. Tôi chú lên trắng thôi, tôi phát thôi. Trời đất ơi, cái lộn quá. Vào trứng cho em. Mà đồ má mới thấy bữa tiêu. Đồ má bữa bị hỏi sàn. Bóng trong sân. Đối với điểm cho đội nhà. 2-1. Nãy giờ đây quay đủ má chữ này. Trên tàu hả? Má cái giò trắng vậy mà ở này bắt yên banh đủ má ác rồi. Chứ tao chèn đâu, tao chèn tao cá lên trắng rồi. Ủa, mẹ vậy 1, mẹ chấp 4 luôn. Trên tàu gọi vô. Tập 4 tốt, đối với điểm cho đội Trung Mít, 2-2. Bóng dưới lưới, đối với điểm cho đội Trung Mít, 3-2. Phát bóng ngoài, đối với điểm cho đội nhà, 3-3. Tôi đây nè, đúng chưa? Mày quýnh với đội nào hả? Quýnh với đội cũng lưng. Quýnh với tàu hả? Mày à. Mày bây giờ thường thượng mày đi. Mày đội quýnh một cái đi về. Đổi con mạnh mẽ mình á. Bộ bóng tốt, đối với điểm ra đội nhà, 4-3. Đủ mày thôi, tôi kiện cái đội của mày liền bây giờ nè, chứ bắt tao. Quy với thằng Linh quýnh chung kìa. Thì có sao đâu. Chứ sao không cho từ ngang quýnh. Ủa ngang qua thì show lên, em có ý kiến thôi. Đủ bóng tốt. Thằng nào trong group, thằng nào trong group à? 5-4. Cho đội nhà, 5-3 cho đội nhà. Vậy đủ mày, tao bỏ hai mẹ tao bắt Dương quýnh luôn. Đủ bốn tao luôn à. Bỏ bóng Dương đâu. Đủ cái điểm cho đội nhà. Tao ba. Cho tao mày Dương lắm nè. Tao nói là mà ta bà báo đầu lũ đớm. Đúng má. Bỏ bóng Dương lưới, đổi cái điểm cho đội Trung Mít. 4-6. Về tới luôn. Dương mà không có cho đâu. Tao thép được sao. Không cho. Phát bóng ngoài, đổi cái điểm cho đội nhà. 7-4. Mình chung bản nha. Vì tao mày Dương với Dương vừa đủ. Mày chỉ ăn nữa này ăn đậu kia. Má tao mày với Dương 7-4 mình đụng má thì chứ sao có lại nè. Rồi bánh trái. Cái gì vậy? Tao bánh trái không được vậy. Rồi tao lại. Bộ bóng tốt. Đối với điểm cho đội nhà. 8-4. Lên quay mấy dầu. Chửi gì được chẳng không được. Dương. Đưa mày vẫn giữa đường vô. Bóng ngoài, đối với điểm cho đội Trung Mít. 5, 8. Cặp gì lâu như nãy điểm rồi mấy giờ. Nãy điểm rồi mấy giờ. Nãy giờ thằng mày đủ quá đang rồi. Nãy giờ cũng tiếng mấy rồi. Hello, đang tôi là Bình Đình Duyên, tạo lo chạm với đau. Đối với điểm cho đội nhà, 9-5. Máy đi máy đâu còn tới. Tôi đã nằm bên đây vừa tới đây vừa tới đi làm rồi. Trời con ê trời đất ơi, tại vì nó rồi ai mới đó vậy đi tội mà mày đéo. Đối với điểm cho đội nhà, 10-5. Mày mua là phải lóc á quá đủ mẹ cái gì đi đâu quay bây giờ để quay để quay vòng này hello anh em tôi đang đi quá thịt một cái đó cắt cái đâu kì tôi tối chờ hello anh em tôi đang ăn cơm không 11-5 cho đội nhà đâu đã mới đó mốt đi mốt mình cứ đi chơi mình lấy mình quay là bóng dưới lưới đổi cái điểm cho đội Trung Mít cái quay người ta kìa ta 8-11 mà đi họ thông lắc luôn á tôi quay đúng vậy có tao không quá cái con tôi có cảm ứng để mình lắc cái cây thì lắc sao lắc ngoài thôi mình đứng im luôn tự để theo cái mặt mày ừ má cây quay nó hơi mất tiền luôn cây quay này
có mấy chục ngàn người đồng mấy UPT tư cầu đâu đâu dạo đích đập bóng ngoài đối với điểm cho đội nhà lượt ngay sáu nhận giống tao với ở đâu đụng má hay là thành tao tướng lực lượng vỡ cua là bóng chọn tốt cái đỉnh rồi cái mít 7-12 Thái Vinh Hậu trời ơi đủ quá này xác nào bây giờ quýnh nhìn Thái Vinh Hậu cũng nhét vậy tao cái lộn mà chế lên mình phải chế nhé anh nó chế khi đủ quá đủ quá giữa anh nó chế lắm anh thấy mày quýnh thì ai cũng vậy hết á ai mày nhét cái ảnh là anh chơi mày quýnh đi mày quýnh với tao đủ quá anh tức lắm quá tính anh Thái này anh giỡn mày nãy giỡn rồi lúc tao bóng tốt đối với điểm cho đội nhà lúc tao mới lên đi quánh giải sân nên chơi 13-8 đúng đúng thế à rồi đó quánh quánh giải chả đâu rồi là quánh tôi quánh câu thấy nhiêu đó hả có quánh giải thì dễ mừng sân chân bóng tốt đối với điểm cho đội nhà 14-7 bóng ngoài đối với điểm cho đội Tung Mít 14-8-14 nó là sân bánh đà sân vô đà dám cứu anh đâu sân nó vô đà đậu mẹ với mấy bụi cỏ té hết mẹ nó tôi bánh đào biên tôi quen đậu vô có mấy bụi cỏ hẹp quá té lấy nhỏ đi qua không nít nhẹ thôi đầy vậy á có bóng ngoài rồi 9 ông số 8 đưa đồng đội số 8 nhìn ơi anh nghĩ cuối cùng luôn.